Xin chào bạn, trong clip này chúng ta sẽ tìm hiểu về mây và chúng ta xem tại sao nội thất mây lại được nhiều khách hàng yêu thích. Trước đây những đồ nội thất bằng mây che đen đang thường dùng để trang trí những nơi sang trọng, nhưng ngày nay khi nền kinh tế phát triển thì những sản phẩm thủ công này được bán rộng rãi hơn. Do đó hiện nay rất nhiều gia đình đã lựa chọn đồ nội thất bằng mây để trang trí trong ngôi nhà của mình. Những đồ nội thất làm từ mây như kệ tivi, giá treo quần, giường tủ, bàn ghế được bày bán ở rất nhiều nơi. Đặc điểm là mây tự nhiên có thân đặc, dẻo dai, dễ uốn với bề mặt đẹp, cây thẳng tròn đều. Từ những đặc tính này khi người thợ kết hợp với máy móc hiện đại có thể tạo ra những sản phẩm mẫu mã rất ấn tượng. Tuổi thọ thì chúng ta thấy là mây có thể có tuổi đời từ 10 đến 12 năm. Như vậy đảm bảo được độ bền dẻo dai và chịu lực tốt. Hiện nay mây được chủ yếu khai thác ở rừng tự nhiên. Loại cây này dễ dàng nhận biết với đặc tính đó là lớp lá bẹ ở gốc khô, rụng gần hết, đã có cả hoa và quả, không bị sâu bệnh, bề mặt bóng đẹp, đặc biệt là cây có độ dài hơn 5 mét. Vì sao đồ nội thất làm từ mây tự nhiên lại được yêu thích như vậy? Những sản phẩm nội thất làm từ mây tự nhiên được yêu thích không chỉ bởi mẫu mã ấn tượng mà những sản phẩm này có thể dễ dàng kết hợp với nhiều mẫu nội thất hiện đại tạo nên không gian sống ấn tượng. Đặc biệt là trong những thời gian gần đây chúng ta thấy là cái phong cách thiết kế theo phong cách Indochin Đông Dương đang được rất nhiều những ngôi nhà ở Việt Nam thiết kế và tận dụng. Thế như vậy là đồ mây đó là một trong những đồ nội thất đặc trưng của phong cách Indochin. Chính vì như vậy thì chúng ta mới thấy đây là lý do mà tại sao là các cái đồ làm từ mây càng ngày được ưa chuộng và giá cả nó rất là đắt. Mây có độ bền cao, có tính dẻo dai, dễ uốn, bề mặt bóng đẹp, bên cạnh đó có chịu tải rất là tốt lên đến hàng trăm kg. Từ đặc tính quý này mà mây tự nhiên trở thành nguyên liệu rất quan trọng trong xây dựng và kiến trúc. Khả năng chống nước chống mối mọt, đặc điểm của mây tự nhiên là tròn đều, vỏ có màu trắng ngà, chịu được mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, do đó những sản phẩm từ loại cây này khả năng chống được nước và mối mọt rất là cao. Một phần nữa dẫn tới việc là tại sao giá của các cái vật dụng là từ mây sẽ cao, đó chính là do việc nhân công khai thác như chúng ta có thể thấy là mây chủ yếu mọc của tự nhiên Và người khai thác mây sẽ phải di chuyển lên các khu vực rừng Sau đó thì khai thác thủ công để có thể đưa mây về phơi khô Và sau đó thì mới có thể chế tác thành các cái vật dụng mà chúng ta sử dụng hàng ngày Quy trình để tạo ra một sản phẩm mây tre truyền thống Bước 1 đó là chọn nguyên liệu mây tre Loại tre tốt nhất phải là loại tre không non, không già, mọc thẳng, độ cứng cao Muốn có được tác phẩm như ý, trước tiên nghệ nhân phải hiểu rõ nguyên liệu sẽ làm. Ở đây thì các cái loại mây tre này chúng ta thấy là luôn luôn phải là những cây không già, không non, mọc thẳng, có độ cứng cao. Mây là loại độ lớn vừa đủ, dài khoảng 5 mét, đầu thẳng tròn đều, không sâu bệnh. Những loại quá già và quá non đều không ổn. Bước 2 là sơ chế nguyên liệu. Quá trình sơ chế nguyên liệu thì chúng ta nhìn thấy là gì? Là mây có rất nhiều gai nhọn xung quanh nên việc sơ chế mây hết sức cẩn thận. Lớp vỏ gai bên ngoài sẽ được róc bỏ để lộ lớp thịt mây trắng ở bên trong. Sau đó mây cũng được phơi hơi tái để chuyển sang giai đoạn xử lý bước đầu. Bước 3, xử lý nguyên liệu. Mây được phơi sấy khá cẩn thận, vừa để nguyên liệu khô vừa để lấy màu. Khi sấy nếu nhiều khói hay ít khói sẽ làm cho mây bị đỏ. Còn quá trình phơi nếu gặp mưa thì sợi mây sẽ mất đi vẻ đẹp, nếu gặp nắng quá thì sợi mây sẽ mất vẻ tươi. Mây chưa đủ khô thì da sẽ bị xỉn màu, mây khô kiệt quá thì mất vẻ óng mềm. Vì thế công đoạn phơi sấy mây đòi hỏi khá nhiều công sức của người thợ thủ công. Bước thứ tư, trẻ sợi. Ở đây chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Mây muốn sử dụng được thì phải trẻ nhỏ và tuốt sợi. Kích thước và chiều dài của sợi sẽ phụ thuộc vào từng loại sản phẩm. Thường là sợi to sẽ để đan cạp sản phẩm, sợi nhỏ thì dùng để làm sản phẩm kỳ công hơn sợi mây khi trẻ cần chú ý là các đốt chúng ta thấy là nó không đều nhau cho nên khi trẻ phải thật khéo thật điêu luyện để các sợi mây được đều bước thứ năm đó là thi công và chế tác sản phẩm sau khi đan xong thì sản phẩm có thể được nhúng keo sơn màu phủ bóng bề mặt cắt tỉa sao cho hoàn chỉnh nhất và chúng ta có thể thấy là để có thể làm ra được những sản phẩm mây thủ công này sẽ gồm có rất nhiều giai đoạn và những sản phẩm làm ra rất là bền đẹp cho nên chúng ta thấy là giá trị của nó rất là cao. Và đặc biệt là trong thời gian gần lại đây, khi các công trình kiến trúc sử dụng các cái phong cách thiết kế mang hướng thiên nhiên thì những cái sản phẩm mây tre sẽ thấy là được người ta trọng dụng và sử dụng rất là nhiều. Và lúc này đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà làm cho giá của các sản phẩm từ mây tre này nó sẽ rất là đắt đỏ. Và như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là từ thiên nhiên, con người có thể khai thác và tạo ra các sản phẩm về kiến trúc. Và đây cũng chính là một trong những sản phẩm chủ đạo mà Việt Nam chúng ta có thể xuất khẩu ra nước ngoài được và rất nhiều người đã kiếm được nhiều tiền nhờ việc là xuất khẩu các sản phẩm mây che đan của Việt Nam.